sơn phú phàng, chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa, dòng kinh còn lưu bàn chữ. Bị nan phù lên mấy thu, ông trần hôm nay xa quá. Ai ông không thể giải bày, hỏi người ra đi vì đâu? Chắc chắn không thể quay đầu. Mong này tan theo bóng phận, trả lại người áo cà sa. Vì sao đổ ta không đổ nàng? Vì người hoa thái hữu ý, khi nước chảy càng vô tình. Buồn thua hoa niên hạ tang, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng đàn, hồng trần đã mấy đồ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay